Đây là cây Chi Custom ship từ Nhật về của Bách Khoa mê chơi guitar. Các bạn bây giờ Bách Khoa sẽ bóc tay bóc từ đầu tới đích, mới luôn không phải hàng cũ, hàng mới luôn nha các bạn. Quay lại để làm kỷ niệm. Ok, được rồi. Đó. Bật trắng à. Cái này chắc đầu tiên này luôn. Vậy mà. Cái này xếp nhập về. Bạn Khoa không nói cho mẹ ghệ bạn biết. Bạn Khoa nói với ghệ của bạn là chỉ có 8 triệu thôi. Mục đích là lỡ như vậy. Ghệ bạn mà có bán thì bán được 10 triệu, lời được 2 triệu. Đây là những khúc hồi hộp. Đó, đây là từng chữ của Nhật Tân Quang này đó. Tình đáng. Ủa, đúng quá, làm khó khăn rồi. Đó, hồ đây, sơ. Wow. 2023 nè, cái này là Modem 23. RG8870. Lần đầu tiên, chứ bình thường là có 8570 thôi. À, model này là model mới. Không khóa đâu. Đó, giống vậy. Wow, giây phút hồi hộp chờ đợi. Wow. Màu đẹp dữ. Wow. Wow, các bạn. Đó, cái này mới là điểm nhấn nè. Chi custom. Wow. Ước mơ thành hiện thực. 80 triệu đó các bạn ơi. Ước mơ thành hiện thực. Rồi ôm nó đi, anh không đụng, để cho em là người đụng trước tiên để em nựng nó một cái. Nựng nó. Tính ra cũng không có nổi nặng. Nghe hả? Dạ. Tiếp tục rồi. Tiếp tục nựng đi. Rồi. Lên dây. Nựng. Nựng. Quá đã. Quá đẹp luôn. Quá nhìn quá đã luôn. Wow, đó, cái đồ này của nó mới xịn nè, đồ đi này. Kèm nó rất là xịn. Cái này nó có cho cái okay. Đó. Rất là xinh luôn các bạn. Cái này như ở đây bán gần cả triệu hay sao á? Không, mấy trăm ngàn. Mấy trăm. Dưới 500. Ừ. Thôi không đụng gì hết, để Khoa đụng rồi đã chứ không làm mất mất mới. Mất mới. Mất mới. À này, cái model này nó cho chìa khóa. Nó là chìa khóa chứ phải là nút. Cứ có chìa khóa. Rồi, bây giờ mình sẽ tụi mình sẽ lên dây và test. Này là đang lên dây. Đang lên dây chuẩn bị chiến. Cái này nhắc nó tắt quá. Đây là dàn guitar mà Khoa sẽ sử dụng. Cái gỗ nè, cái gỗ nó quá phê luôn nè. Trời ơi, chết rồi. Wow. Đó, nhìn Chi Custom đó. Mướt thôi rồi, lượm ơi. Từ từ bóp keo nha. tối giờ từ bóp đi. Ai bên đây? Chi Custom. Quá xịn. Quá xịn luôn. Này chắc ôm ngủ luôn chứ làm gì trời. Lúc này là ghệ ghiếc gì bỏ bằng bên hết rồi.